Xin chào mọi người, ngày hôm nay tôi sẽ làm một video clip mà gây rất nhiều tranh cãi để đến từ những anh em chạy xe. Đôi khi nhiều anh em chạy xe rất là lâu rồi nhưng cũng có cái hiểu về cái quá trình, cái cách chạy xe rất là sai lầm mà anh em chưa hiểu được. Và cái cốt cơ bản hôm nay thì mình muốn hướng tới những anh em nào có cái thắc mắc, và mình thấy nhiều anh em thắc mắc về cái vấn đề đó. Đôi khi là những anh em YouTuber thiên về chơi xe, độ xe, nhưng chả bao giờ anh em nói về cái quá trình này cả. Nhưng hôm nay mình thấy nó có khúc mắc từ những anh em thì mình sẽ giải trình và sẽ chia sẻ thực tế nhất đến anh em. Mình chạy xe giỏi chẳng giỏi bằng ai, và lâu thì chẳng lâu bằng ai, nhưng mình sẽ chia sẻ những cái gì mà nó hợp lý và nó chính xác nhất, và những cái gì mà nó hướng đến cái độ an toàn nhất đến anh em. Và hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em cái điều quan trọng nhất, đó là nhiều anh em bảo là khi các bạn dồn số liên tục thì nó có hại đến bộ nồi côn không? Đó, chạy xe côn tay ấy, xe côn nào cũng thế. Khi các bạn bảo là dồn số liên tục nó có hại đến bộ nồi côn không? Thì mình xin trả lời các bạn là có. Và điều đó khá là hại cho bộ côn. Còn ở trên những cái dòng xe có bộ nồi chống trượt, ví dụ như Exciter 155 VVA hoặc là L15V3 hoặc những cái dòng xe phân khối lớn thì đã được trang bị cái bộ nồi chống trượt đấy, thì nó đỡ hại hơn một chút. Còn những anh em nào mà thường xuyên dồn số liên hoàn cước đó thì nó sẽ hại. Mình giải thích với các bạn vì sao nó hại. Vì khi bạn dồn số liên hoàn cước như thế là nó không đúng vòng tua. Và khi các bạn dồn số không đúng vòng tua thì các bạn biết rồi đấy. Đây, các bạn sẽ cảm nhận là như thế này. Khi các bạn dồn số không đúng vòng tua và sẽ gây ra cái hiện tượng là một thằng thì quay tít về, một thằng thì quay chậm, và nó tách ra thì nó có cái kiểu là nó tách ra và nó vẫn còn có cái lực cọ vào nhau, nó kêu khục khục đó. Đá số đúng tua và dồn số đúng tua thì các bạn sẽ không bị hại hộp số và lá côn bố đồi. Nó nguyên nhân là như thế. Nên anh em có một cách, các bạn có thể là dồn từng số một, hoặc là các anh em dồn hai số một nhưng mà phải đúng vòng tua, thì các bạn với cho con xe nó không bị hạ bộ nồi, không bị hạ hộp số. Còn ở những cái dòng xe trang bị cái bộ nồi chống trượt không phải là VVA mà cái đấy là Phan Tiến Thiên, còn cái trang bị cái bộ nồi chống trượt đấy thì những anh em nào mà gặp những cái tình huống cái đấy là người ta trang bị cho nó, để khi các bạn trang bị đấy là trang bị an toàn. Những anh em nào mà gặp cái tình huống quá là khẩn cấp thì anh em mới được sử dụng cái dồn số liên tục đấy nhá, chứ còn anh em lạm dụng nó quá và là nó không sao đâu. Mình xin thưa các bạn, chắc chắn là có hại khi các bạn lạm dụng quá cái bộ nồi chống trượt đó. Nồi chống trượt chỉ để những anh em gặp tình huống bất ngờ và nó hỗ trợ người lái là sẽ không bị bó cứng trượt bánh đó. Còn nếu như anh em nào chạy xe cao siêu là anh em không cần đến bộ nồi chống trượt, vẫn ok các bạn nhé. Khi các bạn mà căn được vòng tua với lượng phanh ABS, những cái xe phân khối lớn có ABS thì các bạn sẽ ok và giữ được khoảng cách an toàn. Chứ còn các bạn dựa vào mỗi ABS, dựa vào nồi chống trượt thì các bạn để mà các bạn an toàn thì khó lắm, nó chỉ hỗ trợ thôi. Mỗi cái một cái tính năng an toàn nó sẽ giúp con xe nó có cái độ an toàn hoàn hảo hơn. Và cái để cho các bạn dồn số để đỡ hạ bộ nồi thì mình xin chia sẻ các bạn một số cách như thế này. Cách thứ nhất là anh em phải dồn số từng số một, ví dụ như từ số 6 xuống số 5 thì các bạn dồn số, các bạn phải canh được cái vòng tua là khoảng độ 4.500 đến 5.000 thì các bạn đạp, hoặc là từ 5.000 đến 5.500 thì các bạn
đạp trong khoảng 4.500 đến 5.500, thì các bạn có thể đạp từ số 6 xuống số 5, bóng côn đạp từ số 6 xuống số 5, trả số đấy. Thế từ số 5 xuống số 4 thì các bạn trong khoảng 4.000 đến 4.500, hoặc là 3.500 đến 4.500, trong cái khoảng đấy, nhưng 4.000 là đẹp nhất. Các bạn đạp số tiếp, các bạn có thể là trả giữ côn hai số liền một lúc, hoặc là các bạn có thể bóp nhả từng số một, ok. Còn các bạn cũng có thể một cách nữa là các bạn vẫn bóp côn, thì cái hiện tượng này thì nó sẽ có thể nhanh mòn lá côn hơn một chút, nhưng mà nó không đáng kể, không đáng kể các bạn nhé, nó sẽ không đáng kể. Khi các bạn có thể là dồn 5 số 1, nhưng mà các bạn phải canh vòng tua, nếu không các bạn không phải là các bạn cứ chạy đến tốc độ 30 các bạn cứ dồn liên hoàn cước, hay là đang chạy số 7 tốc độ 70 các bạn dồn xuống số 3 rồi, các bạn dồn xuống số 2 rồi, thì nó có cái hiện tượng kêu là vì sao các bạn? Vì là hai cái vòng tua tốc độ nó không đồng nhất với nhau, nó gây là hiện tượng là cọ sát bánh lăng và cái khớp nối giữa hệ chuyển động vào những cái hộp số thì nó không được đồng nhất với nhau, thì nó sẽ gây là hiện tượng cộp và nó gây là tiếng kêu, là lý do là vì như thế. Nên anh em mà căn không đúng bằng tua, các bạn trả số thì các bạn sẽ gây là tổn hại về cái bộ nồi và tổn hại về cái hộp số. Đó là cái vấn đề cốt lõi mình muốn chia sẻ đến anh em. Những anh em mà chạy tốc độ cao siêu và đá số sớm thì những anh em ấy canh vòng tua rất tốt. Đó là cái kỹ thuật rất là cao trong những anh em chạy xe côn, nhưng người ta chỉ áp dụng, thường là người ta chỉ áp dụng khi các bạn đua tốc độ, hoặc là những cái giải đua lớn ấy, thì anh em có thể sử dụng cái cách đó. Còn bình thường khi một nhà sản xuất người ta sinh ra cái côn để bóp thì anh em không nên lạm dụng cái đá số sống nhá. Đó là nó sẽ kiểu gì, kiểu anh em đá 100 lần sẽ trượt phải đến 30 lần chứ không phải trượt 2-3 lần của anh em nhé, sẽ có sai số. Con người không thể chính xác bằng máy móc được, nên anh em kỹ sư người ta đã nghiên cứu ra rồi, thì anh em đừng làm sai quy trình nó quá nhiều. Nếu như mà trên máy móc tính toán thì anh em có thể đá số sống chuẩn được, còn bây giờ các anh em chạy theo cảm giác thì nó không thể chuẩn xác 100% được. Thì đó là những cái kỹ thuật, cái kỹ năng mà hôm nay mình muốn giải thích để anh em chạy sao hợp lý nhất. Thì các bạn có thể dồn số bóp côn một lần, dồn số theo từng vòng tua đó các bạn nhá. Thứ nhất là như thế. Thứ hai, các bạn có thể dồn hai số một nhưng vẫn phải là canh vòng tua nó chuẩn để mình đạp trả số. Thứ ba là các bạn trả từng số một theo đúng vòng tua của nó, thì con xe của bạn sẽ không có hiện tượng giật và không có hiện tượng kêu. Đó các bạn nhé, mình chạy xe không nhiều quá và không giỏi quá, nhưng mình muốn chia sẻ đến những cái vấn đề gì nó thực tế nhất và chính xác nhất, an toàn và không gây hại cho con xe. Đến những anh em chơi xe, những anh em nào mà chưa biết thì có thể lắng nghe thấy hợp lý, thì thấy hay thì cho mình một like, subscribe ủng hộ kênh mình nhé. Video clip lần này thì cái cốt lõi mình vẫn muốn hướng tới anh em chạy xe làm sao nó có con xe bền bỉ, bởi vì mình cũng là một người khá là mê xe, mặc dù chưa có điều kiện lên phân khối lớn nhưng cái máu nó ngấm trong người rồi anh em ạ, rất là yêu quý con xe và chăm chút con xe. Những cái gì hay nhất mình sẽ chia sẻ với anh em. Và video clip lần này mình xin dừng tại đây. Mình cảm ơn các bạn đã xem video clip của mình, đón xem những video clip tiếp theo của mình nhé. Thấy cái gì nó có, cái gì nó hay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Chào các bạn.